comment mà anh một Facebook hình như là anh Minh Mẫn, Nguyễn Minh Mẫn hay gì đã đưa lên, đã thu lượm. Trận đấu này tuy không quá hấp dẫn về chuyên môn nhưng lại có rất nhiều chi tiết khác rất khó quên. Thứ nhất, trận đấu chung kết kéo dài nhất lịch sử thế giới từ 3 giờ cho tới 18 giờ 15 phút. À, chúng tôi không đồng ý đâu. Tại vì cái này không có đá luân lưu mà. Trận đạn nó kéo dài là tại vì nó đây là cái thời gian mà ngưng lại để mà hốt huyết thôi, chứ không phải là cái đóng là thời gian đấu. Thời gian đấu đó thì hai cái trận Qatar và trận Syria mới là cái trận đá dài nhất. Bởi vì chúng ta đá luân lưu nữa. Cái thời gian đá luân lưu cũng khá nhiều. Từ 10 đến 15 phút. Thứ hai, tình huống thủ môn Việt Nam lên đến giữa sân để coi cho rõ bàn thắng của Quang Hải. Cậu ta biết rõ đó là bàn thắng dù Hải còn chưa đá. Thì những cái lời này ra thưa quý khán giả có vẻ là lời tiêu cực hơn là cái lời tích cực. Thứ ba, hình ảnh các đồng đội dùng tay cào tuyết cho Quang Hải ghi bàn là hình ảnh rất đẹp. À vâng, cái lời phê bình này thì là rất là tốt. Lúc đó đó, nếu mà các bạn coi theo dõi trận đấu, các bạn thấy rằng tuyết dày, trọng tài không ngưng chuyện này, thì Quang Hải ấy, vạch cái tuyết ra, cào cái tuyết ra để chỗ cho quả banh đá. Không có ai ngờ rằng là trái banh đã đi từ 50 thước bay thẳng vào trong sân gôn mà thủ môn của Uzbekistan phải bó tay. Và sau đó tất cả các cầu thủ mình áo đỏ chồm lên với lại người Quang Hải. Và đó là quả banh thứ năm mà Quang Hải đã thắng được trong cái suốt trận cầu Á Châu này. Thứ tư, pha ăn mừng trong tuyết mang đến nhiều xúc cảm. Vâng, cái này thì là rất là tích cực. Thứ năm, hình ảnh lá cờ được cắm trên tuyết trắng cũng gây rung động lòng người. Cái điều đó thì không cần phải nhưng mà nó cũng là một cái lời đóng góp rất là tích cực. À, cái ấm lên cầu vào được cờ đỏ sao vàng là ở bên Úc chứ không phải là ở bên Mỹ. Vâng ạ. Và chúng tôi ngạc nhiên rằng á là tại sao những người mà có mang những cái lá cờ đó lại đứng im lặng, bởi vì mình có quyền tự do tư tưởng của mình dù ở Úc hay ở Mỹ này kia. Những người đó không có quyền, nếu một người nào hành hung á là người đó sẽ bị phạm tội. Tôi nói rồi, anh nào mà tới chưa đụng tôi đã té rồi, tôi té trước. Tội đó ở bên Mỹ này rất là nặng. Vâng, tôi nghe nhà báo nói rồi, vụ đó ở Úc. Chúng tôi sẽ điều tra kỹ hơn và sẽ cho các bạn biết về cái vấn đề này. Một anh bạn đội tuyển Việt Nam mà tập luyện thêm 2-3 năm nữa thì tao bảo đảm ăn chắc cái vé World Cup năm 2022. Một bạn khác, thực sự tao không thích Việt Nam nhưng xem trận này tao tiếc thay cho họ, tiếc đến khóc luôn. Thứ ba, tao coi trận này tao để ý anh Quang Hải cú đá phạt dứt điểm gọn lẹ, ngầu lòi, U23 Việt Nam rất là tuyệt vời. Một bạn khác, chưa bao giờ xem bóng đá mà cuồng nhiệt như ngày hôm nay, đội Việt Nam đá đỉnh thật. Số 5, số 7 với số 19 của U Việt Nam cực kỳ cool luôn. Đây là một đội, một team rất là tuyệt vời. 19 này chắc là quý vị biết rồi, đó là Quang Hải. Số 7 là ai nhỉ? Số 7 trong trận Syria, các bạn có biết ai mang số 7? Số 6 này, nhà vô địch thực sự Việt Nam tuy bại mà vinh. Cái đóng góp ý số bạn số 7 đấy, không cần bàn cãi nữa, trong tim tôi và hầu hết mọi người thì U23 Việt Nam vẫn là vô địch vì bọn tôi thấy được họ đã nỗ lực hơn tất cả những người khác.
Hồng Duy. À vâng, cảm ơn anh bạn Nguyễn Phong Hồng Duy mang số 7 của Hoàng Anh Gia Lai. Bạn thứ 8 nói tinh thần yêu nước của các bạn Việt Nam thực sự khiến tôi rất là cảm động. Số 9 nói các bạn đã vất vả, đã rất vất vả. Tôi tin chắc người hâm mộ các bạn hiểu mà. Comment số 10, nhìn bức ảnh cả một biển người tụ tập trực tiếp bóng đá chỉ có thể thốt lên một câu, đây là tình yêu. Số 11, chỉ có cái chân thành nhiệt huyết mới có thể khiến nhiều người tin yêu như vậy. Giờ đây họ, U23 Việt Nam không cần chức vô địch nữa vì họ đã sở hữu sự tôn trọng, sự tin tưởng và được toàn người dân Việt Nam công nhận. Ý kiến số 12, tao chỉ muốn nói mẹ ơi tao thích đội tuyển Việt Nam quá, nhìn cách họ chơi bóng thực sự khiến tao tôn trọng họ thêm vạn lần. Nhà báo muốn thêm phải thêm triệu lần luôn. Số 13, U23 Việt Nam xứng đáng được sự cổ vũ của cả nước dù họ thua, nhưng sự nỗ lực của họ là người mù cũng cảm nhận được. Số 14, người nhìn người hâm mộ đến sân vận động ngày hôm nay, tức là ở sân vận động Mỹ Đình, nhìn những bức ảnh mà người dân cả nước cổ vũ bóng đá thì U23 Việt Nam hôm nay các bạn mới là người chiến thắng. Số 15, các bạn U23 Việt Nam đã làm nên điều kỳ tích. Nghe một người bạn Việt Nam của tôi bảo rằng nhờ có các bạn mà dân tộc Việt Nam mới đoàn kết lại. Mới đoàn kết lại, và đây là một điều ở Trung Quốc chưa có ai làm được. Đây là đóng góp ý kiến của một người Trung Quốc. 16, đội tuyển Việt Nam đã rất hay, hay luôn đấy. Đội hình chặt chẽ, phòng ngự vững vàng, kết hợp ăn ý, anh thủ môn thì quá đỉnh. Đoán đúng phương hướng không sai một ly. Còn mấy anh kia thì anh nào cũng đẹp trai, kỹ thuật, điêu luyện. Nhất là anh Nguyễn Quang Hải, lúc đá trái phạt đền, ui giời ơi, trông ngầu cực kỳ luôn. Số 17, mấy anh đội U23 Việt Nam đừng có buồn, các anh không lấy được cúp, chứ các anh vớt được khá nhiều trái tim của các thiếu nữ và được sự tôn trọng của rất nhiều người ở Đức. Đây, 18, U23 Việt Nam là một phép lạ. 19, nhìn tình cảm của người hâm mộ đối với U23 Việt Nam, tôi chỉ có thể nói một câu, quá cảm động rồi. 20, nhìn bọn họ khóc, tim tôi tự dưng quặn đau. Tôi xem họ đấu từ vòng bảng đến tứ kết, bán kết rồi chung kết. Tôi thấy rõ họ đã ngoan cường như thế nào, tôi khâm phục điều đó. 21, ta không biết kết quả thế nào, ta chỉ biết cổ động viên Uzbekistan đến sân vận động có chừng khoảng 300 người, còn cổ động viên Việt Nam tới 500, 600, 700, nhiều quá đếm không hết. 22, các bạn đã rất cố gắng và chúng tôi hiểu mà, không sao đâu, lần sau chúng ta lại nỗ lực. 23, một nhóm người chưa từng thấy nhìn thấy tuyết dưới thời tiết như thế này đấu với một đội có lợi thế hơn mình rất nhiều, không ngại nguy hiểm gian khổ chiến đấu đến giờ phút cuối cùng, các nước khác nhìn vào liền thấy được ngay cái sức mạnh tinh thần to lớn của U23 Việt Nam. Đây mới gọi là nỗ lực, đây mới gọi là chiến thắng. Và thưa quý khán giả, chúng tôi đã đăng bài báo của Thanh Niên, viết trong tờ báo Thanh Niên đã có viết là một cái chiếc thật sự U23 Việt Nam đã lấy được một cái cúp, một cái phần thưởng danh dự gọi là vô địch, đó là phần thưởng cái cúp nhã nhặn, bởi vì chúng ta đã rất là lịch sự. Bởi những cái hình ảnh này của trận chung kết cho chúng tôi mường tượng ra những cái hình ảnh ở trên Facebook ngày hôm nay. Một nhóm người cũng cờ đỏ, chửi một nhóm người cũng cờ đỏ, rồi mang đã hơn một tiếng. Cái bài này chúng ta có thể nói suốt ngày, nói mãi, nói hoài cũng không hết được, bởi vì cái này nó sẽ còn tiếp diễn. Năm nay 2018, chúng ta sẽ chờ tới 2019 vô địch Á Châu, chúng ta sẽ chờ tới 2020 Olympic của Thế vận hội, chúng ta chờ tới 2022. Chúng ta thấy rằng đội Mỹ họ mới đá banh thôi, họ mới đá đây thôi mà họ cũng đã làm nên những cái chuyện rất là hay.
Và chúng tôi tin chắc rằng cái thể lực của các em 11 người ở trong đoàn, 13 người, 15 người, tổng cộng tất cả những người đã tham dự trận đấu, em nào rất tốt, em nào cũng tốt hết. Nhưng mà tốt nhất ở trong này là cái ý chí chiến đấu. Mà chỉ có những người cộng sản mới có được cái ý chí chống đối đó, chiến đấu đó mà thôi. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tất cả mọi người. Vâng, cảm ơn Trần Anh Hà. Thắng không kêu bạn không làm, U23 đã làm thăng hoa truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Văn Trần, Phạm Tiểu My đang xem, Củ Khoai đang xem. Phạm Bích Dậu, các em đã là nhà vô địch của tất cả dân tộc Việt Nam. Hồng Phúc, à vâng, cảm ơn Nguyễn Phong, Hồng Duy. Nguyễn Tài Tiến, à, những người dựng phim để làm nhục Việt Nam thôi bác ơi. À, cái này hay ạ. Đấy, đó là cái câu mà lúc nãy chúng tôi nói đó. Tại sao cái người mà mang cái cờ đó tới không có một phản ứng nghe đứng để nhó. Thì đây là một cái khổ nhục kế của tụi nó. Tôi gọi là tụi nó. Tức là mua cờ đỏ sao vàng xong làm bộ đứng ra đóng phim, dựng phim để mà bôi bác Việt Nam. Điều đó có thể đúng á. Cảm ơn Nguyễn Tài Tiến. Họ dựng phim đấy. Mấy ông ra là dẫm cờ lên cờ đỏ sao vàng. Vâng, đúng rồi Trịnh Tuấn. À, chúng tôi đã nói rồi. Và Nguyễn Tài Chiến đã đưa một cái ý kiến rất là hay. Để họ đóng phim. Cũng giống như là thằng Trương Quốc Huy đó. Đi ra buổi tối xong rồi cái lấy cờ đỏ sao vàng để ra cắm sẵn ấy, xong rồi cái tại sao Trương Quốc Huy biết mà người khác không biết, tại sao các đài khác không biết. Anh tới làm quay phim anh bảo là Việt Cộng cắm cờ và chúng tôi đã phát giác ra và chúng tôi xé, anh cầm cái lá cờ để anh xé. Thằng Trương Quốc Huy đó, nhà báo sẽ đưa ra tòa về cái vụ mà đưa hai ông nghị viên lên trên ấy. Qua Tết xong rồi chúng tôi sẽ thanh toán. VNA TV phải cho tôi đúng cái lời thời lượng để tôi lên tôi trả lời, tôi nói chuyện. Lần này á, Tạ Đức Chí, Diệp Minh Trường không lên, tôi có quyền lên và tôi có quyền sỉ nhục các bạn. Dù các bạn là thị trưởng hay là phó thị trưởng. Bởi vì 2018 này quý vị sẽ đi ra ứng cử mà. À, mình lợi dụng cái vị thế này, anh không cần lá phiếu của tôi. Thì tôi có quyền chửi vào mặt các bạn khi mà bịa đặt những câu chuyện về chúng tôi. Diệp Minh Trường mà tôi chẳng biết KBC hải ngoại là cái gì. Tôi chỉ biết ông Hùng ông ở trong cái mobile home. Ông muốn nói chữ BS vào mặt.